Chào các bạn khỏe không? Hôm nay là mình làm cái clip cá chiên làm mắm rừng ăn với dưa leo, rau sống, dưa cải, dưa kiệu. Đây là mình làm đây cái cá này đây, đó cá catfish vegetable, cá chai á cả nhà, đó cá chai. Rồi mình làm với mắm gừng, đây là củ gừng nha, đó củ gừng cũng rất là ngon. Rồi bây giờ mình cũng đâm sẵn rồi đây, mình đâm sẵn gừng này đâm cho nhuyễn nha cả nhà, đó đâm cho nhuyễn. Bây giờ mình lấy ra đây, mình lấy ra mình để vô đường đây, mình để đường nha. Đó, mình để đường xong rồi mình có miếng chanh, mình nặn miếng chanh nha cả nhà, tùy theo các bạn ăn chua không chua, mình thì thích thích chua. Chua rồi ai ăn ớt cho nó có màu đẹp á cả nhà, đó thì mình xịt vô miếng thôi đó cho nó có cái màu đẹp. Rồi đây nước mắm nè, nước mắm chay nữa nghe, đó nước mắm chay tuyệt vời chưa. Cái hiệu các bạn mà đi mua cái hiệu này rất là ngon nha. Đó bây giờ mình để nó vô, ngon lắm cả nhà ơi, ngon quá. Kẹo nẹo luôn nè, đói bụng luôn đó. Gừng á cái các bạn gọt vỏ ra đâm cho nhuyễn. Rồi mình làm mắm gừng đây, nước mắm sốt đây, rồi một hồi nữa mình ăn cơm đó. Các bạn nhớ mua cái cá này nha, đó cá chai đó cả nhà. Ồ ngon lắm luôn đó, mình chiên cho nó vàng gì nè, đó mình ăn rau sống, dưa cải, củ kiệu, dưa leo. Rồi mình mời cả nhà thưởng thức cá chiên nha, cá chiên giò. Mời cả nhà ủng hộ cái clip mình nha, đây là cá chiên làm mắm gừng. Đấy bây giờ cái khứa cá đây mình cắt ra còn nóng hổi luôn cả nhà. Rồi xin mời cả nhà nghe thưởng thức nha. Ngon quá cả nhà luôn, mắm gừng ngon tuyệt vời luôn, ăn với dưa leo ăn với củ kiệu ngon quá, vô cả cái mắm gừng ngon quá cả nhà luôn. Ăn miếng rau các bạn ủng hộ cái clip của mình nha, ăn miếng dưa cải nữa kìa nha, ngon quá. Ngon quá cả nhà, rau gấp cá nữa, cái nhà lấy vườn á, rau nhà luôn á. Vô cái kênh của mình ủng hộ nha, cá chai làm mắm gừng, nước mắm chai, nói chung là đồ chai ăn ngon dữ luôn. Củ kiệu giòn giòn, dưa cải giòn giòn. Rồi hẹn các bạn video kế tiếp nha, vô cái kênh của mình ủng hộ, bye bye.